kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kim Dung rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 10 phút tới với các tin tức thời sự cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hưng Yên đã tới dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đồng chí Trần Quốc Toàn nhấn mạnh trong thời gian tới, lực lượng công an các cấp nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, phát hiện sớm âm mưu hoạt động phát tán thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch của các thế lực thù địch, đối tượng xấu để kịp thời đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa, trong đó chú trọng đấu tranh với hoạt động của các hội nhóm chống đối trên không gian mạng liên quan đến an ninh quốc gia, chủ động phối hợp với các ngành chức năng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về sử dụng internet, mạng xã hội, đẩy mạnh tấn công, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, làm sạch không gian mạng. Chiều qua, đoàn công tác tỉnh Sơn La đã có chuyến tìm hiểu, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp hàng hóa công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hồng Nam nhấn mạnh, giữa tỉnh Hưng Yên và Sơn La có mối quan hệ gắn bó khăng khít từ tinh thần tô hiệu cho đến hiện tại, có nhiều người con quê hương xứ Nhãn đang sinh sống lập nghiệp tại Sơn La. Là tỉnh về đích nông thôn mới thứ ba của cả nước, Hưng Yên sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm cũng như hỗ trợ giúp đỡ tỉnh Sơn La thực hiện thành công chương trình này. Tại hội nghị, nhiều kinh nghiệm cách làm hay về tạo cơ chế chính sách, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới của Hưng Yên được chia sẻ thảo luận, như chính sách hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, cho phép mỗi xã được đấu giá 5 hectare đất tạo nguồn phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ về bảo hiểm y tế, xây nhà cho người nghèo. Chuyển sang các tin tức khác. Ngày 7 tháng 6, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái gửi Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Tư pháp về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo nghị quyết của Chính phủ về mức lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước theo hướng giảm 50% và áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm, trình Chính phủ trước ngày 15 tháng 6. Theo thông tư số 37 do Bộ Tài chính ban hành, từ ngày 1 tháng 8 năm nay, lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe vẫn giữ nguyên mức 135.000 đồng một lần. Tuy nhiên, phí sát hạch lái xe cơ giới các loại sẽ tăng. Cụ thể, đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4, mức phí sát hạch lý thuyết 60.000 đồng, tăng 20.000 đồng, sát hạch thực hành 70.000 đồng, tăng 20.000 đồng. Đối với thi sát hạch lái xe ô tô, hạng xe B1, B2, C, D, E, F, mức phí sát hạch lý thuyết 100.000 đồng, tăng 10.000 đồng. Sát hạch thực hành trong hình 350.000 đồng, tăng 50.000 đồng. Sát hạch thực hành trên đường giao thông 80.000 đồng, tăng 20.000 đồng. Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông 100.000 đồng, loại phí mới. Các mức thu phí sát hạch lái xe này được áp dụng thống nhất trên cả nước. Theo Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Bộ Công Thương, ngày hôm nay mùng 8 tháng 6, nước về các hồ thủy điện vẫn rất thấp, một số hồ sắp xỉ dưới mực nước chết. Cụ thể, một số hồ ở mực nước chết là Lai Châu, Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Vẽ, Hủa Na, Trung Sơn, Thác Mơ, Trị An. Kéo theo đó, một số thủy điện cũng phải dừng phát điện vì lưu lượng và mực nước hồ không đảm bảo. Theo Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, lượng nước về hồ thủy điện thấp là nguyên nhân chủ yếu khiến nguồn thủy điện sụt giảm mạnh từ đầu tháng 4 đến nay, dẫn đến tình trạng thiếu điện tại miền Bắc trong những ngày qua. Được chiết ghép trực tiếp từ cây vải tổ hơn 20 năm về trước, đến nay xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên có 4 vườn vải được công nhận là vườn vải đầu dòng mà lại lợi nhuận cao. Đó là các vườn vải đầu dòng của gia đình ông Mai Văn Việt với diện tích 4 mẫu, ông Nguyễn Văn Vì với diện tích 3 mẫu, ông Mai Văn Diện với diện tích 5 mẫu và ông Lê Đình Nhàn với diện tích 3,5 mẫu. Các hộ trồng vải trứng địa phương khác như xã Minh Tân, xã Minh Tiến, huyện Phù Cử, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi đã tới 4 hộ trồng vải đầu dòng này để mua cây chiết, mắt ghép mang về chiết trên cây vải lai tại địa phương, nâng cao giá trị kinh tế. Hiện nay đang vào vụ thu hoạch, quả vải trứng có màu đỏ thẫm, to, tròn, ăn không bị vỡ nước với giá bán tại vườn từ 110 đến 130.000 đồng/kg.
Mấy tuần gần đây, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên ghi nhận số trẻ mắc bệnh tay chân miệng và thủy đậu có chiều hướng gia tăng. Tổng số bệnh nhân nhi đang điều trị tại các khoa của Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên là khoảng 150 trẻ. Trong số đó, trẻ bị bệnh tay chân miệng và thủy đậu chiếm khoảng 1/4 và tiếp tục gia tăng trong những ngày gần đây. Hiện trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận hàng chục trẻ bị bệnh tay chân miệng và khoảng 5 đến 7 trẻ mắc thủy đậu. Đáng chú ý, nhiều trẻ bị bệnh tay chân miệng nhưng không xuất hiện hoặc xuất hiện ít nốt ban đỏ nên người nhà lầm tưởng là rôm rể hay là bị nhiệt vì nắng nóng. Đến khi trẻ chuyển nặng với biểu hiện sốt cao không hạ, giật mình liên tục thì mới đưa con vào viện. Các bác sĩ cho biết đã có những ca bệnh chân tay miệng và thủy đậu chuyển nặng, biến chứng tổn thương thần kinh trung ương do nhập viện điều trị muộn. Từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 7 tháng 6 năm 2023, đội bóng đá nhi đồng U11 Hưng Yên tham gia thi đấu vòng loại giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2023 tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình và đã giành vé vào vòng chung kết. Vòng chung kết sẽ được tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 16 tháng 8 với sự góp mặt của 16 đội bóng nhi đồng U11 xuất sắc nhất. Thông tin về tình hình an ninh trật tự. Khoảng 20 giờ tối qua, mùng 7 tháng 6, hai thanh niên đội mũ bảo hiểm đi xe máy không rõ biển số đến cửa hàng vàng Đức Nam ở thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Thấy cửa hàng vắng người, hai đối tượng đã dùng búa đập vỡ kính để lấy vàng. Thế vậy, chủ cửa hàng và con trai đã chạy ra ngăn cản. Một trong hai đối tượng rút súng đe dọa và bắn trúng bụng con trai chủ tiệm vàng. Sau đó, hai đối tượng vứt chiếc xe máy ở lại hiện trường và bỏ trốn. Sau gần 8 giờ kể từ khi xảy ra vụ cướp đến sáng ngày 8 tháng 6, lực lượng chức năng đã bắt được hai đối tượng gây ra vụ cướp trên khi đang lẩn trốn tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Bangladesh đã đóng cửa hàng nghìn trường học khi nước này phải vật lộn với các đợt nắng nóng kéo dài nhất trong nửa thế kỷ, với tình trạng cắt điện trên diện rộng làm tăng thêm nỗi khốn khổ của người dân địa phương. Nhiệt độ ở thủ đô Dhaka của quốc gia Nam Á đã tăng lên khoảng 41 độ C, khiến người nghèo vật lộn với cuộc sống dưới cái nắng chói chang. Cục khí tượng Bangladesh cho biết nước này chưa bao giờ chứng kiến một đợt nắng nóng kéo dài như vậy kể từ khi Bangladesh giành được độc lập vào năm 1971. Chính phủ đã đóng cửa hàng chục nghìn trường tiểu học và sản xuất điện bị cắt giảm nghiêm trọng, ngay cả khi nhu cầu về điều hòa không khí và quạt tăng cao. Nhiều ngày qua, do ảnh hưởng từ các đám cháy rừng ở Canada, bầu trời các thành phố ở khu vực bờ đông nước Mỹ, bao gồm thành phố New York, bị khói mù bao phủ. Khói từ hơn 400 đám cháy rừng bùng phát trong nhiều ngày tại Canada đã bao trùm vùng đông bắc của Mỹ, dẫn đến cảnh báo chất lượng không khí tại hàng loạt các thành phố, bao gồm New York, Washington và Baltimore. Gần 100 triệu người Mỹ sống ở những khu vực bị cảnh báo về chất lượng không khí hôm 7 tháng 6. Ít nhất 13 bang đã bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nên ở trong nhà, sử dụng máy lọc không khí và đeo khẩu trang chất lượng cao nếu ra ngoài. Vào đêm ngày 6 tháng 6, chất lượng không khí của thành phố New York bị đánh giá là tồi tệ nhất trên thế giới do khói. Cơ quan vũ trụ Nhật Bản JAXA vừa công bố với giới truyền thông tại trung tâm vũ trụ ở tỉnh Kagoshima về chuyến thám hiểm mặt trăng đầu tiên của Nhật Bản. Theo kế hoạch, tàu vũ trụ không người lái của JAXA sẽ thử nghiệm công nghệ hạ cánh chính xác trên mặt trăng và nghiên cứu đá tại đây. Con tàu sẽ sử dụng kỹ thuật nhận dạng hình ảnh để giúp xác định miệng hố và các đặc điểm địa hình khác. Mục tiêu của JAXA là hạ cánh trong vòng 100 mét tính từ điểm hạ cánh dự kiến. JAXA trước đó đã lên kế hoạch phóng tàu đổ bộ SLIM bằng tên lửa H-2A vào tháng 5 năm 2023, tuy nhiên vụ phóng đã bị hoãn lại. Dữ liệu do tàu thăm dò thu thập được sẽ được sử dụng cho chương trình Artemis do Mỹ đứng đầu nhằm mục đích đưa các phi hành gia lên mặt trăng. Một người đàn ông ở Italy mới đây đã gây tiếng vang trong giới cẩn thủ khi câu được một con cá da trơn dài tới 2,85 mét. Với kích cỡ khổng lồ, con cá này đang được xem xét để xác nhận phá kỷ lục thế giới về con cá da trơn dài nhất thế giới từng được biết đến. Anh Alessandro Biancardi đã câu được con cá da trơn dài 2,85 mét trên sông Po, dòng sông dài nhất của Italy. Mặc dù đã có 23 năm kinh nghiệm cho việc đi săn tìm loài cá khổng lồ này, song anh cho biết phải mất tới hơn 40 phút để khống chế được nó. Sau khi được các đồng nghiệp hỗ trợ đo chiều dài con cá, anh Alessandro Biancardi đã thả nó về môi trường tự nhiên. Cẩn thủ chuyên nghiệp cho biết, dù có chút hiếu kỳ về trọng lượng của con cá, nhưng anh quyết định không cân để đảm bảo sức khỏe cho nó.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.